robotviet.vn, website mua bán robot chính hãng, vòng xoay robot siêu hấp dẫn, cung cấp ad product và dịch vụ kèm thuê của các game hot nhất hiện tại. Quẹo lửa ngay tại robotviet.vn các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Anime Champion cập nhật thứ tư. Cập nhật kỳ này thiên về chủ đề Halloween. Chỉ còn một tuần nữa thôi là sẽ tới Halloween. Nếu bây giờ đi đâu cũng sẽ thấy Halloween trong Roblox. Halloween của tựa game này khá là hay ho và nó giúp game dễ chơi hơn rất nhiều. Chi tiết thế nào theo dõi hết video nha. Bắt đầu. Tạm thời mình tắt những con Champion xuống nha. Nhiều quá nó hơi vướng các bạn. Với cập nhật vốn này không hề có thế giới mới. Thế giới mới nhất của mình vẫn là Hunter. Mà nó bổ sung chúng ta thêm một cái Red. Tuần trước không có nha mọi người nha. Đây, Easy, Medium, Hard và Impossible. Đáng mình sẽ đi cho bạn coi. Hai nhiệm vụ Halloween mới bên Champion City. Hub là Champion City. Và một thông báo nữa là cái Black Hole Up. Tức là những con Champion quay bằng kim cương. Sẽ bị remove trong cập nhật tiếp theo. Cập nhật số 5. Ở đây nè. 6999 kim cương. Mình quay video thời điểm này tại vì nó cho chúng ta một cái sự kiện. Một thế giới các bạn. Chúng ta gọi là thế giới Halloween đi. Trên trái thông báo nè. Trong một phút nữa, The Ghostly sẽ xuất hiện. Và nó xuất hiện bên Curse City. Nằm đâu các bạn? Bấm teleport. Mọi thế giới trong game đều là một cái cơ hội để xuất hiện thế giới Spooky. Ô đỏ nè các bạn. Spooky Portal. Bấm vào đây. Để coi như là teleport tới thế giới Halloween. Ok, auto leak, auto attack. Chúng ta sẽ có đơn vị mới là Candy. Bên góc trái. Mình đã có 935.000. Cái Candy này chúng ta có thể mua bằng robot. Nhưng mà không, mình không cần. Rất dễ kiếm trong game nếu bạn siêng năng. Nhưng mà thấy ở đây thông qua việc chúng ta đi farm. Thời gian của nó mỗi 2 tiếng. Trong các khung giờ 1 giờ, 3 giờ, 5 giờ. Cứ mỗi 2 tiếng như vậy. Các bạn cứ canh đồng hồ ha. Đúng 1 giờ, đúng 3 giờ, đúng 5 giờ. Nhưng mình đang quay lúc 3 giờ chiều nè. Để mình sẽ đi tới con boss. Farm boss tuy máu trâu hơn nhưng mà nó sẽ nhiều tiền hơn. Ê khoan, wait a minute, từ từ. Dưới cống admin chưa có fix các bạn ơi. Dưới cống từ game này nó không cho mình candy. Ồ phải không? Mình đi đúng chưa ta? Đâu đi lại coi. Spooky Portal nè. Đúng rồi. Nó bị leak hay là bị tele á bạn. Quay về thế giới bình thường luôn. Hàm hố các bạn. Farm mấy con trên này được rồi ha. Thì thời gian tồn tại của nó chỉ là 30 phút thôi. Đó là bây giờ 3 giờ. Nó xuất hiện. Tồn tại tới 3 giờ 30. Chúng ta có 30 phút để farm kẹo. Kẹo chỉ dùng để quay cái pumpkin up. Và mình nghĩ cũng chỉ là như vậy thôi. Quay 1 up, 3 up, 10 up. Xài coi boost. Nó cũng sẽ tác động tới candy. Tại vì candy cũng đơn vị tiền mà. Nên nếu bạn đang có boost thì cứ xài. Coi boost cho bạn nhiều tiền, cho nhiều kẹo hơn. Rồi mình sẽ đi tiếp với cập nhật tiếp theo. Champion City. Khu vực này sẽ có 2 NPC cho mình nhiệm vụ. Đầu tiên là cái con trong Death Note nè. Shadow Creeper. Cái con này làm truyền kỳ nha. Tại vì nó tốn thời gian lắm. Hoàn thành Red 100 lần. Bất kỳ Red nào. Thì trung bình một cái 5 phút. Liên tục là 500 phút. Các bạn chơi tầm 10 tiếng là xong rồi. Và NPC thứ hai là con này. Crimson Rose. Nó nằm gần cái Red nè. Nó yêu cầu chúng ta tìm 5 quả bí ngô. 5 quả bí ngô phát sáng. 5 quả bí ngô này. Ánh sáng bên trong là màu xanh lá cây. Và mình sẽ chỉ cho bạn 5 vị trí. Nó nằm hoàn toàn trong Champion City này. Đầu tiên, từ con NPC. Đi về bên góc phải. Đằng sau cái cây. Trái bí ngô đầu tiên. Trái bí ngô thứ hai nằm khu vực Red. Đi về bên trái NPC nè. Đi vào đây. Sau tấm bảng. Trái bí ngô thứ ba nằm bên khu vực Reroll. Nhảy lên nhà màu đỏ. Nóc nhà màu đỏ. Mình nhớ đâu đây nè. Nói chung là trên nóc nhà màu đỏ kế bên khu vực Reroll. Vị trí thứ tư thứ năm nằm bên Tower. Sẽ có một trái bí nằm bên đây. Sau bảng TBS. Đây là trái bí thứ tư. Và trái bí thứ năm các bạn thấy Uppy. Hoặc là sử dụng cái mau cưỡi là Setpack. Bay lên. Đằng sau tòa tháp nha mọi người. Ở đâu đây nè. Chỗ này là trái bí thứ năm. Nếu không phải chỗ này thì chỗ này thôi. Nói chung là đằng sau cái tòa tháp Tower. Như vậy là xong 5 vị trí ha. Phần thưởng của mình là 100.000 candy. 100.000 candy này thì các bạn đi farm. Farm từ Spooky Portal nè. Chừng 10 phút là có rồi. Đợt trước mình kiếm được 1 triệu mấy tiền. Trong vòng 30 phút. Còn bạn yếu hơn thì mình nghĩ trong 30 phút. Có thể farm được khoảng tầm vài trăm ngàn candy. Dùng candy trong cái pumpkin up. Mua đây cũng được. Còn nếu mà bạn muốn coi nó có gì á. Thì chỗ này. Rất nhiều luôn. Có hai thứ. Cái hình nhân vật Sonoku là con champion. Còn cái hình cái nón là skin. Và cái điều dễ chơi ở đây. Đó là trong Halloween này, chúng ta rất dễ kiếm được cái scrap. Cái này nè mọi người, đây dùng để refor, tức là thay đổi chỉ số những cái skin. Với Halloween này kiếm cực kỳ nhiều luôn. Chúng ta sử dụng một cái boot, lucky boot đi. Đổi team mình thành team lucky. Ok, mình nghĩ quay cái này nó cũng giống như là cái quay những con champion. Và chúng ta sẽ quay 10 lần, tích chọn 10 lần. Được hai con champion nè, Shadow Creeper. Từ Epic, Legendary, Mythical và Cosmic. Đó là 4 con champion kiếm được trong sự kiện Halloween. Những con này nó giống như là những con Black Hole vậy á. Nghĩa là nó sẽ copy sức mạnh. Con Shadow Creeper copy 70%. Con Crimson là con Mythical copy 90%. Và cái đam rất là khủng. Đó chính là sự thay đổi. Cái đam bây giờ được tính toán dựa trên DPS. DPS con mạnh nhất chứ không phải về đam. Tính về đam thì bạn lấy cái đam cơ bản của nó các bạn chia thôi. Nhưng con mạnh nhất của mình là con này. 51 triệu. Thì hồi trước thường chúng ta lấy 51 triệu nhân 70%. Bây giờ mình lấy DPS sát thương mỗi giây của con mạnh nhất. Ví dụ là 100 triệu đi. 51 triệu đam thường. 100 triệu là đam TBS. Rồi lấy 100 triệu đó nhân 70% là khoảng tầm 70 triệu. Cho nên bạn thấy mấy con này mới khủng như vậy ha. 70% là 62 triệu rồi. Quay tiếp vài lần nữa nha. Hết kẹo thì lại kiếm thôi. Mỗi 2 tiếng một lần.
Double Zero một cái skin nè. Rồi quay trở lại với item. Cái nào mà không xài các bạn xóa đi. Trước sự kiện Halloween, những cái này kiếm khá là lâu, là phải đi rep mới có. Còn bây giờ là cứ kiếm kẹo mà quay thôi. Limited nha mọi người. Tại vì sau Halloween là không còn nữa đâu. Rồi bán 130. Rồi thì cuối video mình đi rep cho bạn coi. Land of End, mình đi chế độ hard nha. Để mình thay đổi một số con champion nè. Thay bằng mấy con của Pumpkin luôn. Đam 65 triệu. Let's go boy. Auto leak, auto attack. Thì trong quá trình chúng ta đi red vẫn có thể kiếm được kèo nha mọi người. Tuy không nhiều, nhưng vẫn kiếm được. Kiếm được từ những cái rương á. Mỗi cái red nó sẽ có những vị trí có cái rương. Các bạn ăn rương nó sẽ có item, có medal. Thì trong Halloween này sẽ bổ sung thêm kẹo. Tuy lòng vòng nhưng mà các bạn cứ đi một đường là tới à. Nó hay chia chia như vậy nè. Hướng nào có cổng thì mình cứ đi. Tại vì đó đường chính mà. Đầu tư ha. Red từ game này không map nào giống map nào hết. Mỗi map đều có cách chơi với đường đi riêng. Badabing, badaboom, chết. Được khoảng tầm mười mấy cái medal. Vô trong tổ kiến, trong đây cũng hơi lùng bùng ha. Phàm. Đi ra lại. Do là trong đây có cái rương. Đó, cái rương này cho mình candy nè. Phải ăn chứ. Pocket Dimension. Đi vô cái pallet. Rồi vào tiếp thôi. Đây là boss. The King. À thì mỗi ngày nhớ nhận daily quest để mình có chìa khóa màu tím nha. Bấm chỗ này nè. Bấm claim nữa. Nhiệm vụ hiện tại của mình còn là defeat con Chiara 25 con nữa. Được hai cái rương. Mở rương thường nè. Và rương tím nè. Không biết có gì nữa. Chúng ta được hai cái legendary. 18.000 candy ha. Từ những cái rương ấy. Ok, toàn bộ nội dung cập nhật Halloween của Anime Champion. Cảm ơn theo dõi và hẹn lại những nội dung tiếp theo. Xin chào. Video hay không? Hay thì like với share đi. Chờ gì nữa? Đăng ký kênh chưa? Coi chùa hoài à. Kỳ ghê á.